Chào mừng các bạn đến với video tiếp theo trong series về đất nước Philippines của Alex Explores. Trong hôm nay, Alex sẽ đưa bạn ghé thăm Intramuros, nơi mà gần 500 năm trước từng là khu định cư lâu đời nhất của đế quốc Tây Ban Nha ở Philippines, là công trình bảo vệ bộ máy cai trị khỏi sự xâm phạm từ các thế lực bên ngoài. Intramuros trải rộng trên diện tích lên tới 64 hectare với hệ thống thành tường đá dày 2,4 m, cao 6,7 m, kéo dài 3 đến 5 km bao quanh. Mặc dù đã xuất hiện gần 500 năm nhưng kiến trúc gần như còn nguyên vẹn. Bên trong Intramuros có đầy đủ những cơ sở hạ tầng, nhà ở, nhà thờ tôn giáo, cơ quan hành chính, bệnh viện, đường phố được quy hoạch chỉnh chu. Trong thời kỳ thuộc địa đầu tiên có tổng cộng 1.200 gia đình Tây Ban Nha sống ở trong khu vực này, bên ngoài và bên trong thành. Địa điểm quan trọng đầu tiên mà Alex muốn đưa các bạn đến tham quan là pháo đài Santiago. Pháo đài Santiago được xây dựng ở mũi phía Tây Bắc, nơi biển và sông hội tụ. Và nơi đây có chức năng như một tòa thành. Pháo đài Santiago đã đóng vai trò quan trọng là trụ sở quân sự của Tây Ban Nha, Anh, Hoa Kỳ và Nhật Bản trong các thời đại khác nhau trong suốt lịch sử của Philippines. Bây giờ hãy cùng Alex bắt đầu xuất phát vào khám phá bên trong pháo đài Santiago nha mọi người. Đây là kho chứa. The center of Asia because of that war. We are the collateral damage. Đây đi qua một cây cầu và một con hào để ngăn cách pháo đài với phần đất liền bên này. Đây là cổng pháo đài nha mọi người. Chúng ta đang tiến vào trong bên trong pháo đài nha. Tường khá là dày. Chúng ta sẽ đi lên pháo đài San Miguel, phòng thủ hướng Tây Nam. Phần nền vẫn là xây từ gạch đá ngày xưa này. Khẩu Đại Bác tượng trưng. Trước đây thì chúng ta liên tưởng là mỗi một cái khe này là đều có một khẩu Đại Bác để phòng thủ. Pháo sao? Gọi là pháo hay Đại Bác luôn. Đấy, cách nhau con kênh. Bên này là hướng Tây Nam này. Đây là khu tường của cái căn cứ quân sự cũ của Tây Ban Nha này. Ngay bên cạnh quảng trường. Đây là tượng của Jose Rizal, người anh hùng dân tộc của Philippines. Quảng trường này trước đây thì là nơi triển khai quân sự này. Bây giờ cũng thường tổ chức diễu hành. Ở đây mọi người có thể thuê xe điện này, hoặc là xe đạp để đạp bên trong khuôn viên. Ở pháo đài Santiago thì còn có một cái hầm chứa. Trước đây là chứa quân nhu để cung cấp cho phía bên trên pháo đài. Nhưng mà sau đó người ta tìm thấy 600 nạn nhân đã bị mất trong căn hầm này. Bên trên hầm thì có một chữ thập màu trắng được dựng lên để tưởng nhớ
600 nạn nhân này. Căn hầm rất là nhỏ và tối. Một người bình thường tầm 1m6 là phải cúi rất là khó khăn rồi. Ê ui, trong này rất là bí mọi người ạ. I can put here 50 people standing at the top. But imagine 600. Đây là trưng bày những hình ảnh nạn nhân của chiến tranh. It's not that nice memory. So it's really hard to tour an old Japanese people. Chúng ta bước vào một phòng giam khác. Trước đây là nơi chứa quân nhu đạn dược nên là chúng ta sẽ thấy rất nhiều lối ra vào để có thể tiện di chuyển xuống tiếp tế cho tuyến đầu ở phía trên. Đây, ở đây là chúng ta sẽ đi lên thẳng pháo đài, chỗ phòng thủ đấy. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi lên phần quan trọng nhất, đó là mũi phòng thủ ở phía bắc và phía tây sông Pasig. Bên dưới này là đều có hầm hào hết này. Phansa Braga có nghĩa là bức tường giả, trong khi Media Naranja đề cập đến hình dạng nửa quả cam. Thành lũy này đóng vai trò như một lớp tường bổ sung bảo vệ bờ sông của pháo đài Santa Barbara. Kia là nửa quả cam. Media Naranja. Naranja. Đây kiểu các vọng gác đều có lỗ để đưa súng. Bên trên các mặt của thành thì có lối phòng thủ như thế này. Từ trên này thì chúng ta có thể nhìn được toàn cảnh bên trong cũng như là bên ngoài thành. Rất là kiên cố. Khu vực pháo đài Santiago thì có rất nhiều cây xoài cổ thụ luôn, phải nói là cổ thụ luôn bởi vì nó rất là to. Đây, trái ngập tràn luôn. Lối thoát hiểm nhỏ phụ. Lối ra sông Pasig. Giáp hát bên trong khá là rộng. Một trong những doanh trại quân đội cũ của pháo đài Santiago được chuyển đổi thành nhà hát ngoài trời sau Thế chiến thứ hai. Nhà kho hoàng gia. Nhưng mà có nguy cơ bị sập nên là người ta không cho du khách vào tham quan. Bên trong mặc dù đã chống đỡ rất là nhiều cột thép rồi. Nơi
Nếu như pháo đài Santiago là mũi phòng thủ phía tây bắc Intramuros, thì pháo đài San Diego là mũi phòng thủ quan trọng phía tây nam. Pháo đài được xây dựng bằng đá với mục đích là một tháp canh nhìn ra vịnh Manila vào năm 1587. Đây cũng là công trình phòng thủ bằng đá cổ nhất ở Manila. Alex đang vào tham quan pháo đài bằng việc quét mã QR vé online tổng hợp các địa điểm mua trên Klook. Các bạn có thể lên đây mua vé combo các địa điểm với chi phí rẻ hơn mua tại chỗ và còn tránh được việc phải xếp hàng dài dưới trời oi nóng để mua vé nữa. Hình dáng ban đầu của pháo đài hơi khác một chút. Phần giữa là một tòa tháp hình tròn cao 12,8 m. Tuy nhiên do xây trên nền cát gần biển nên khi xây cao dễ có nguy cơ bị đổ sập. Do đó người ta đã phá bỏ 8 m trên cùng, chỉ giữ lại phần đáy cao 4 m. Vào thế kỷ 17, hai vòng ở giữa mới được xây thêm để làm bể chứa nước, và đó chính là hình dạng mà chúng ta đang chiêm ngưỡng ngày nay. Đường ra Vọng Gác. Đây là phần nhọn nhất. Về phía tây nam. Chóp của mũi tên đấy, đỉnh của mũi tên. Cẩn thận. Bóng gôn bay vào đầu. Vì ngay đây là sân gôn luôn mọi người. Đây là đường xuống này mọi người, nhưng mà đã chặn rồi. Đường xuống bên dưới của pháo đài khá là cao. Tiếp theo chúng ta cùng đến Casa Manila, là một bảo tàng mô tả nơi ở của một gia đình Philippines giàu có trong thời kỳ cuối thuộc địa Tây Ban Nha. Được xây dựng từ năm 1981 đến năm 1983, mặt tiền của công trình được lấy cảm hứng từ một ngôi nhà từng tọa lạc trên phố Jaboneros thuộc khu phố người Hoa Binondo vào những năm 1850. Giống như truyền thống buôn bán ở khu vực đó, tầng trệt của ngôi nhà được cho thuê làm cửa hàng. Tường tầng trệt được xây bằng gạch nung hoặc đá túp núi lửa. Vật liệu xây dựng chính được sử dụng trong thuộc địa từ cuối thế kỷ 16 đến cuối thế kỷ 19. Đây cũng là vật liệu được sử dụng để xây dựng các bức tường của Intramuros. Vào tham quan nhà thì chỉ có 30 người được vào một lúc thôi. Và bây giờ chúng tôi đang ngồi đợi để đến lượt. Các tầng trên nơi ở chính được làm bằng gỗ, chúng nhô ra và mở rộng ra ngoài. Những đặc điểm này giúp ngôi nhà chống chịu được động đất tốt hơn. Chúng cũng giúp che nắng cho người đi bộ vào ban ngày. Bên trong những bức tường được sơn vẽ hoa văn chạm trổ tinh xảo, đèn chùm pha lê, đồ sứ Trung Quốc và đồ nội thất dát vàng thể hiện sự xa hoa của thời kỳ đó. Đây là toilet này. Ghế ngồi xịn sò nha. Hai người ngồi cùng nhau luôn. Bồn tắm này có ghế ngồi để kỳ cọ này. Chậu múc nước. Thau nước. View tắm cũng đẹp phết, nhìn ra phố này. Bể đây là bếp này, bể nước thì ở ngay dưới.
tối thui. Ở đây người ta bảo tồn rất là khủng khiếp mọi người ạ. Sẽ theo sát từng khách một để không có làm hại đến hiện vật. Chào mừng đến với nhà thờ Chánh tòa Manila Cathedral, được xây dựng lần đầu vào năm 1571 và xây dựng lại thêm 7 lần nữa do đủ các lý do từ hỏa hoạn, động đất và chiến tranh. Phiên bản hiện tại được xây dựng bằng đá từ năm 1958 với mặt tiền có 3 cổng vòm và 2 tháp chuông. Bên trong nhà thờ có nhiều tác phẩm nghệ thuật tôn giáo bao gồm tranh vẽ, tượng và đồ trang sức. Nhà thờ Manila là một địa điểm tôn giáo quan trọng ở Philippines. Đây là nơi tổ chức nhiều sự kiện tôn giáo bao gồm các lễ hội, đám cưới và tang lễ. Nhà thờ cũng là một địa điểm du lịch nổi tiếng. Địa điểm cuối cùng mà chúng ta sẽ ghé thăm trong khuôn viên Intramuros đó là nhà thờ San Agustin. Đây là nhà thờ San Agustin, chỉ cách Casa Manila vài bước chân thôi. Tháng 12 năm 1941, chiến tranh thế giới thứ hai, Nhật xâm lược Philippines. Mỹ và Phi phối hợp đánh Nhật, Nhật yếu thế phải rút lui vào trú tại thành cổ Intramuros. Mỹ đánh bom Intramuros, tiêu diệt gần 16.700 lính Nhật trong thành. Hầu hết mọi công trình của thành cổ đều bị phá hủy đến 95%, trừ nhà thờ San Agustin ở đằng sau chúng ta đây. Nhà thờ này được xây dựng lần đầu vào năm 1571, chỉ là bằng tre và dừa nước thôi. Và do đó đã bị hỏa hoạn thiêu rụi vào năm 1574. Sau đó được xây lại bằng gỗ nhưng cũng lại bị hỏa hoạn thiêu rụi vào năm 1583. Đến năm 1586 và tới năm 1607 thì được xây lại bằng đá. Trải qua nhiều trận động đất, chiến tranh và có nhiều hư hại nhưng cấu trúc chính thì vẫn đứng vững cho đến ngày hôm nay. Ở đây chúng ta nhìn thấy là có một tòa tháp. Thực ra ở bên phải của nhà thờ còn có thêm một tòa tháp nữa, nhưng mà do động đất nên đã bị sập rồi. Người ta quyết định là để lại như vậy. Còn ở đây đằng sau tôi là một tu viện được xây dựng sau đó cùng trong khuôn viên với nhà thờ. Video đến đây là kết thúc rồi. Nếu có dịp đến Manila, đừng bỏ lỡ địa điểm quan trọng bậc nhất thủ đô này các bạn nhé. Hẹn gặp lại trong hành trình tiếp theo.